Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Nghi phạm mang thai sắp sinh khai lý do sát hại bà cụ 79 tuổi. Nghi phạm mang thai sắp đẻ khai rằng do nợ lần chồng chất, không có khả năng chi trả và thấy cụ bà 79 tuổi mang theo nhiều tài sản nên đã ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản trên. Ngày 12 tháng 11, Công an tỉnh Long An thông tin đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Điệp, sinh năm 1970, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. Điệp được cho là nghi phạm trong vụ sát hại cụ bà Nguyễn Thị Khuân, sinh năm 1941, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Điều đáng chú ý nhất, thời điểm gây ra vụ việc, nghi phạm Huỳnh Thị Điệp đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Điệp bước đầu đã khai nhận sát hại cụ Khuân vì đang vay mượn tiền của một số người nhưng không có khả năng chi trả. Mặt khác, thấy cụ Khuân có mang theo nhiều tài sản nên ra tay cướp, giết, giấu xác nạn nhân rồi sau đó lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Được biết, bà Điệp hiện đang phải thi hành án dân sự với một số tiền trên 30 triệu đồng mượn của bà BTHN, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ năm 2016 đến nay. Hiện bà Điệp vẫn chưa chấp hành xong bản án dân sự này. Nghi phạm Điệp được cho là người có máu bài bạc nên Điệp thường cùng một số người phụ nữ trong xóm mượn nợ sang biên giới Campuchia đánh bạc. Nghi phạm Điệp có hai đời chồng, có hai con riêng, đang sống như vợ chồng với một người đàn ông tại xã An Ninh Tây. Trước đó, thông tin trình báo của người dân, cụ Khuân, công an huyện Đức Hòa đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể cụ Khuân bị bỏ vào bao tải đặt trong nhà vệ sinh tại căn nhà do bà Điệp làm chủ, cách nhà bà Khuân khoảng 100m. Thi thể bà Khuân đang trong quá trình phân hủy, cơ thể có nhiều dấu vết đáng ngờ, số tài sản bà Khuân cầm theo khi ra khỏi nhà đã không còn. Thời điểm phát hiện thi thể bà Khuân, Điệp không có mặt tại địa phương, công an huyện Đức Hòa đã đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời truy xét các nghi can. Người nhà bà Khuân cho biết bà Khuân rời nhà vào chiều ngày 28 tháng 10. Khi đó bà Khuân mang theo khoảng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng tiền mặt. Bà Khuân sống ở trong xóm, thường cho một số người vay tiền để lấy lãi. Người nhà bà Khuân cho hay, hôm bà Khuân rời nhà, bà Khuân có nhận được điện thoại của Điệp và một người phụ nữ tên Nga. Hai người này ở địa phương thường qua biên giới đánh bạc, đã mượn bà Khuân 10 triệu đồng, nhiều tháng chưa trả. Bà Khuân vào căn nhà của bà Điệp sau đó không thích trở ra, người thân tìm kiếm nhiều ngày không thấy. Theo cô luật sư của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, hiện công an đang điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản đối với bà Điệp. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm là người đã thực hiện hành vi giết bà cụ để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, cướp tài sản theo Bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, nghi phạm Điệp đang mang thai nên sẽ không áp dụng hình phạt tử hình mà thay vào đó là tù chung thân. Ngoài ra, đối với hành vi đưa xác nạn nhân vào trong bao tải phi tang còn có thể cấu thành tội xâm phạm thi thể. Bởi vậy, trong vụ án này có thể đối tượng gây án sẽ phải đối mặt thêm với tội ba tội danh là giết người, cướp tài sản và tội xâm phạm thi thể. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.